Sáng ngày 14 tháng 10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đã ký bản tin cảnh báo tình hình mưa lũ cấp độ 4 tại khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng. Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, có nơi trên 400mm. Khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300 đến 500mm, có nơi trên 800mm. Khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến 70 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Nam Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Nam Trung Bộ, các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Sau đó, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn 150 đến 300mm, có nơi trên 700mm. Sau ngày 17 tháng 10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã xếp hình thái mưa lũ ở khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng ở cấp 4, Quảng Nam cấp 3, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi cấp 2, Hà Tĩnh cấp 1. Theo các chuyên gia khí tượng, cấp độ 4 là mức độ rất nghiêm trọng, nguy hiểm. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mức độ rủi ro do mưa lũ ở miền Trung là rất nguy hiểm tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đã được nâng lên mức độ 4 và đang có hình thái tương tự đợt mưa lũ lịch sử năm 1999. Có nơi sẽ mưa trên 1.000mm và sẽ mở rộng ra miền Bắc, dịch chuyển dần vào Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Theo ông Hưởng, nguyên nhân của đợt mưa lớn này là do ảnh hưởng trực tiếp của các đợt không khí lạnh ở phía Bắc liên tục tràn xuống, tương tác với một dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang Trung Bộ, cùng lúc trên mực cao 1.500m đến 5.000m, có đới gió đông hoạt động mạnh. Tổ hợp các hình thái thời tiết này đã gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng và kéo dài tại miền Trung. Trọng tâm mưa lớn là khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, có nơi mưa trên 1.000mm. Sáng ngày 14 tháng 10, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường ký quyết định phê duyệt đầu tư dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị làm chủ đầu tư. Theo quyết định, dự án đầu tư xây dựng kè bảo vệ hai bên bờ bằng cừ bê tông cốt thép giữ ứng lực, nạo vét lòng rạch sâu 3,5m, rộng từ 20-30m, xây dựng hệ thống thoát nước thải có đường kính D300 đến D1200, xây dựng hệ thống thoát nước mưa D400, xây dựng đường giao thông dọc hai bên rạch mỗi bên hai làn xe, xây dựng công viên, mảng xanh, chiếu sáng và hào kỹ thuật. Điểm đầu dự án giao với kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, điểm cuối giao sông Vàm Thuật, quận Gò Vấp, dài gần 9.000m. Trong đó, tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài 6.628m và 3 tuyến nhánh gồm Cầu Sơn, Bình Lợi và Bình Triệu dài 2.237m, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 159.000m2, 1.880 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng mức đầu tư 9.665 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 6.000 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 2.700 tỷ đồng, còn lại các chi phí tư vấn, thiết bị, quản lý và chi phí khác. Ngày 14 tháng 10, đoàn kiểm tra liên ngành do Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tính pháp lý trong công tác kinh doanh, sản xuất của cơ sở sản xuất bao BB không tên tại địa chỉ số 255-257 đường Trịnh Quang Nghị, khu dân cư Him Lam, đồng thời lấy mẫu nước đo tiếng ồn để khảo sát mức độ ô nhiễm xung quanh khu vực này. Đoàn kiểm tra cũng phát hiện cơ sở không trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy như chuông báo cháy, đường nước, vòi chữa cháy và không có lối thoát hiểm. Từ kết quả kiểm tra, đoàn liên ngành sẽ báo cáo và đề xuất hướng xử lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7, quận 8 Trương Hoài Bảo cho biết, sau khi nhận được thông tin về hoạt động cơ sở sản xuất bao BB thì đã cho kiểm tra.
Sau khi kiểm tra, Ủy ban Nhân dân phường phối hợp Công an quận và các cơ quan liên quan kiểm tra toàn bộ về pháp lý của cơ sở sản xuất bao bì này. Trước đó, ngày 13 tháng 10, báo Sài Gòn Giải Phóng đăng bài người dân sinh sống tại khu dân cư đường Trịnh Quang Nghị, đường Ba Tơ Cũ, thuộc phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh phải sống chung với ô nhiễm và tiếng ồn từ cơ sở dệt bao bì nhựa tồn tại hơn 10 năm nay. Ngày 14 tháng 10, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội cho biết đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy hai sản phẩm đối với chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Mổ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội vì kinh doanh sản phẩm quả địa cầu in bản đồ thế giới, có đường lưỡi bò và bản đồ không thể hiện đầy đủ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng cho biết đã mua hai quả địa cầu trên trang thương mại điện tử có tên miền http://1688.com là tên miền được đăng ký tại Trung Quốc. Theo Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, việc hộ kinh doanh trên bán quả địa cầu có bản đồ thế giới, có in hình ảnh đường lưỡi bò, không thể hiện đầy đủ chủ quyền biên giới quốc gia Việt Nam là hành vi phát hành xuất bản phẩm cấm lưu hành, vi phạm luật xuất bản năm 2012 và vi phạm Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Chiều ngày 14 tháng 10, ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi động viên gia đình ngư dân bị cháy hai tàu cá khi đang neo đậu tại bến Cây Bàng thuộc Tân Hy 1, xã Bình Đông. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình, đồng thời đồn biên phòng Bình Thạnh và Bình Đông cũng hỗ trợ gần 7 triệu đồng cho gia đình ngư dân này. Trước đó, khoảng gần 3 giờ 15 phút sáng nay, hai chiếc tàu cá của chủ tàu Huỳnh Phi Hổ đang neo đậu tại bến neo đậu tàu thuyền xóm Cây Bàng thì bốc cháy dữ dội. Sau hơn 3 giờ, lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy. Trong số hai chiếc tàu bị cháy, có một tàu bị chìm hoàn toàn, tàu còn lại bị chìm một nửa. Thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng. Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu EU, ông Thierry Breton, cảnh báo tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google về khả năng có những thông tin sai lệch và nội dung bất hợp pháp đăng tải trên nền tảng YouTube thuộc sở hữu của tập đoàn này. Theo đó, ông Thierry Breton cho rằng YouTube là nền tảng chia sẻ video được nhiều trẻ em và thiếu niên sử dụng, đồng thời khẳng định công ty Google có trách nhiệm đặc biệt phải bảo vệ người dùng khỏi những hình ảnh có hại hoặc cổ suý bạo lực. Ông kêu gọi lãnh đạo công ty chủ động báo cáo nhanh, chính xác và đầy đủ về vấn đề nêu trong thư. Đầu tuần này, cảnh báo tương tự cũng được đề cập trong các bức thư gửi đến lãnh đạo những công ty sở hữu các trang mạng xã hội X, Facebook và TikTok. Chỉ 2 ngày sau khi ủy viên phụ trách thị trường nội khối của EU gửi thư cảnh báo đến nền tảng X, Ủy ban châu Âu EC ngày 12 tháng 10 đã mở cuộc điều tra để xác định liệu nền tảng này có vi phạm những quy định mới của EU về kiểm soát tin sai và tin giả về xung đột tại dải Gaza. Giới chức lãnh đạo EU nhấn mạnh, các nền tảng trực tuyến lớn phải tuân theo đạo luật DSA của EU có hiệu lực cách đây 2 tháng, trong đó yêu cầu xử lý các nội dung được coi là bất hợp pháp theo luật pháp của EU hoặc của từng quốc gia thành viên liên minh này.